Hoa Long xin chào cô chú. Và ngày hôm nay từ bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một chậu số chậu đen ru nắng của chú. Đây là mặt hoa của nó cô chú. Và đây là cây Caesarin. Và tên của nó người ta thường hay gọi là rồng xanh đó cô chú. Và cái đợt hôm qua thì con quay là cây đen ru nắng bóng rồng, là nó có mấy cái đốm trắng đó cô chú. Còn cái này là nó màu vàng, vàng mà kiểu như vàng xanh như đó cô chú. Mặt hoa rất là đẹp luôn. Cũng là đồng giá 160.000 một chậu nha cô chú. Thân của nó rất là to, rất là đẹp luôn. Đồng giá là 160.000 một chậu. Và cô chú đã mua một cặp á, sẽ có giá là 300.000 một cặp. Là đen ru nắng Caesarin nha cô chú. Và nó cũng là gọi là móng rồng đó. Xin lỗi cô chú, là rồng xanh. Và số điện thoại bên con là 0908 846 04. Và địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Đen ru nắng rồng xanh nha cô chú. Mà hoa rất là đẹp luôn nè. Và đây là một số hình cây của nó nha cô chú. Rễ nó đầu phúng rất là tốt luôn nè. Cây rất là mập luôn cô chú. Đây, cô chú nhìn soi với hình cây của nó với con cái của con nè. Rất là mập luôn. Và đồng giá của nó là chỉ 160.000 một chậu thôi. Và cô chú nào mua hai chậu sẽ có giá tiền là 300.000. Cây rất là đẹp nha cô chú. Đây, có một số chậu đang lên mầm rất là tốt cô chú. Con sẽ quay sơ lược một số hình cây cho các cô chú xem. Con sẽ không quay mã số nha cô chú. Cô chú nào muốn mua cái dòng này thì con sẽ lựa cây nào đẹp nhất cho các cô chú. Đó. Mầm con lên là hết sảy luôn nha cô chú. Rất là đẹp. Đen ru nắng rồng xanh. Chú nhìn cái bộ rễ của nó còn thấy rất là đã luôn cô chú. Mầm con và rễ đang phát rất là tốt luôn nè. Và cái thân nó là nó con cái con là không bằng nó luôn cô chú. Đó. Cây rất là mướt luôn. Giá là 160.000 một chậu. Đen ru nắng rồng xanh nha cô chú. Và cái cửa hàng đi con sẽ lột chậu ra cho nó nhẹ cước mình. Cây nó mập rồi mà cô chú nhìn cái bộ rễ của chú càng thích hơn nữa. Đó. Con đang lên rất là mập luôn. Và cái dòng này nó cũng rất là xiên hoa nha cô chú. Rất là xiên hoa luôn. Đây là kích thước trung bình của nó nè. Đây cô chú. Và số lượng cây bên con là trên dưới 100 chậu. Nên cô chú có thể lựa chọn rất là nhiều. Nó rễ đang lên rất là tốt luôn nè cô chú. Con thì rất là đẹp luôn. Và cây nó là rất là mập. Đồng giá là 160.000 một chậu. Cô chú nào mua một cặp thì sẽ có giá tiền là 300.000 nha cô chú. Con chỉ quay một vài cây sơ lược cho các cô chú thôi. Có rất là nhiều nha cô chú. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Và địa chỉ cửa hàng phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đen ru nắng rồng xanh nha cô chú. Và hoa lan mình xin chào cô chú.